cabinet discusses socioeconomic performance. Đà Nẵng's tourism industry on sustainable development path. Hello, this is Linh Hương, and good to see you again on another episode of Biz Line, brought to you by VTV International. As usual, we start the show with several highlights in the economic scene for the past week. Venezuelan President Nicolas Maduro Moros paid an official visit to Vietnam from August 30th to 31st at the invitation of State President Trương Tấn Sang. At their bilateral talks on Monday, President Maduro said that Venezuela was interested in the lessons that Vietnam had drawn from 30 years of renovation, particularly in agriculture, consumer goods, manufacturing, and trade. The two leaders also highlighted the potential to cooperate more in energy. Following the talks, the two state leaders witnessed the signing of a cooperative agricultural agreement for the 2015-2018 period. The Venezuelan president further held a dialogue with Vietnamese businesses on Monday. He shared his expectations that the business communities of both countries would strengthen trade and investment activities with support from the two governments. Bilateral trade turnover hit $62.4 million in 2014, more than double the 2013 figure. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng chaired the monthly cabinet meeting on August 31st in Hanoi. The meeting discussed the country's socio-economic performance during the month and the first 8 months of this year. The cabinet discussed the recent fall in global oil prices and the Chinese yuan's devaluation, which are having an impact on Vietnam's economy. However, countermeasures and coordination among ministries and agencies have been taken so as to minimize the adverse impact. The country's socio-economic development in the first 8 months and future prospects for the whole year were also discussed. As estimated, the GDP growth will top 6.4%, up from a previously predicted 6.2%. Export growth will increase by 10%. Deputy Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc welcomed Hodo Nakamura, governor of Japan's Nagasaki Prefecture, in Hanoi on August 31st. Stressing Nagasaki Prefecture's strength in tourism and fisheries, Deputy Prime Minister Phúc suggested that Nagasaki should develop ties with the central coastal city of Đà Nẵng and Quảng Nam province. He voiced his wish that the governor and other leaders of Nagasaki would bolster links with Vietnam. Nakamura said his visit to Vietnam was intended to enhance exchanges and expand cooperation with Vietnamese localities, particularly Quảng Nam province. During this week's visit, the leaders of Nagasaki and Quảng Nam signed an agreement to establish a framework for collaboration. Government Decree 60 that removes the 49% cap on foreign ownership in public listed companies officially took effect on September 1st. The move allows foreign shareholdings of up to 100% in some sectors. No limitations will be applied to foreign investment funds of security indices, derivatives, depository notes, or to securities companies and public companies. It's estimated that as a result of Decree 60, some $10 billion worth of stocks will be available for trade to foreign investors. Official guidance on how the decree will operate and which areas of business are covered will be forthcoming. Vietnam's index of industrial production in the first 8 months of 2015 increased by 9.9% year-on-year, according to the General Statistics Office. It is reported that electricity generation increased 11%, while the mining sector increased by 8%. Electronics, computers, and optics also had high growth rates of 40.2%, while consumption index for the automobile manufacturing industry 30% compared to the same period last year. The office also reported that many provinces and cities had shown high growth in the first 8 months of this year against the same period last year, including Thái Nguyên, Quảng Nam, Haiphong, and Đà Nẵng cities. Enterprises will be allowed to conduct self-certification of origin of goods starting from October 5th. This will replace objective certifications done by governmental agencies. This policy only applies to enterprises exporting goods to the ASEAN countries of Laos, the Philippines, Indonesia, and Thailand.
In addition, enterprises must be the producer as well as exporter and not violate regulations on origin of goods during the 2 years prior to taking on certification. This policy will help enterprises save time and cost for import-export activities. We have just reviewed what have made headlines in the economic scene for the past week. Up next, we'll talk about Đà Nẵng's tourism industry in our Crosstalk. Boasting over 60 kilometers of unparalleled coastline, with pristine white sand beaches and crystal blue water, Đà Nẵng City has long been Vietnam's premier seaside tourist destination. Located in the heart of Vietnam, Đà Nẵng is the gateway to several UNESCO World Heritage sites like Huế's Imperial City, the ancient town of Hội An, and My Sơn Sanctuary. Critical advancements in infrastructure and a rising number of international resorts, together all of these compelling factors lure more and more tourists each year. The city welcomed 3.8 million tourists in 2014, up 22% from the previous year, earning approximately $460 million in revenue, a year-on-year rise of 25%. You have just watched a short clip about the burgeoning tourism industry in Đà Nẵng City. Thanks to natural advantages combined with sound policies, the sector has made significant achievements, generating about 50% of the city's GDP, underpinning the entire local economy. However, the tourism sector still faces several obstacles on its path towards sustainable development. So what are these obstacles and what solutions are being implemented? To find out these answers to these questions, I sit down with Mr. Trần Trí Cường, Vice Director of the Đà Nẵng Culture, Sports and Tourism Department, and Ms. Nguyễn Thị Hoài An, Vice Director of the Đà Nẵng Center for Tourism Promotion in this edition of Crosstalk. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình tạp chí kinh tế Bizline của VTV4 Đài truyền hình Việt Nam. Trước hết là những năm gần đây, du lịch thành phố Đà Nẵng đã phát triển nhanh, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của thành phố. Là người đại diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xin ông cho biết một số những tác động tích cực mà ngành du lịch đã mang lại cho thành phố. Đóng góp của ngành du lịch cũng đã góp phần tích cực trong việc mà thay đổi cái bộ mặt của thành phố, làm cho thành phố sống động hơn. Và cái cảnh quan từ những công trình, những cái sản phẩm du lịch đã đem lại một cái bộ mặt mới, diện mạo mới cho thành phố. Đời sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần cũng được nâng lên. Người dân được tham gia vào các cái sự kiện, các cái hoạt động của du lịch nó sôi nổi hơn. Và cái hoạt động du lịch phát triển giải quyết được công việc làm cho người dân. Và bên cạnh đó thì thông qua các cái trang mạng, các cái tạp chí nổi tiếng của thế giới, nó bình chọn Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn. Nó định vị rõ hơn cái vị trí của Đà Nẵng trên cái bản đồ của du lịch trong nước cũng như thế giới, và qua đó nó cũng góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, các nhà đầu tư đến với thành phố. Đứng từ góc độ của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố, bà có thể chỉ ra đâu là lợi thế đặc biệt nhất khiến cho thành phố có thể phát triển ngành du lịch không ạ? Theo tôi, bên cạnh những cái ưu thế về thiên nhiên với một cái bờ biển dài và đẹp thì và vị trí nằm giữa các di sản văn hóa thế giới, thì yếu tố một quan trọng nhất để có được Đà Nẵng thu hút khách ngày hôm nay đó chính là yếu tố con người. Các thế hệ lãnh đạo của thành phố đã vô cùng quan tâm và chỉ đạo quyết liệt để chỉnh trang đô thị, rồi xúc tiến du lịch và kể cả kế hoạch là những cái vấn đề an sinh xã hội cũng rất được là quan tâm. Thành phố cũng đã đưa ra những cái chương trình hành động rất là thiết thực, ví dụ như là năm 03 có hay là những năm văn hóa, chương trình văn hóa văn minh đô thị. Thì cho đến những cái hoạt động rất là chi tiết, ví dụ như là tập huấn cho các tiểu thương tại chợ hàng, hoặc là dạy ngoại ngữ cơ bản cho đội xích lô du lịch, và thành lập trung tâm hỗ trợ du khách với những cái đường dây nóng có thể tiếp nhận những cái phàn nàn của du khách. Thì tôi cho rằng những cái điều này đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, đó chính là tạo một môi trường du lịch lành mạnh, và tôi cho rằng đây là yếu tố hàng đầu góp phần thu hút khách du lịch hiện nay đến với Đà Nẵng. Có người cho rằng du lịch Đà Nẵng vẫn chưa phát triển xứng đáng với tiềm năng hay lợi thế hiện có. Bà đánh giá như thế nào về nhận định trên ạ? Trong định hướng phát triển du lịch, Đà Nẵng mong ước sẽ trở thành một trung tâm du lịch của Việt Nam cũng như mang tầm quốc tế. Thì để đạt được điều đó, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều thử thách đặt ra trước mắt đối với Đà Nẵng. Thì Đà Nẵng cần xây dựng những cái sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế, nhưng mà phải gắn với văn hóa mang đậm đà tính bản sắc dân tộc, và phải có nhiều hơn những cái hoạt động giải trí về đêm cũng như là thể thao giải trí biển
hoặc là những cái hoạt động giải trí thể thao mà cao cấp, ví dụ như những cái sân golf mang đẳng cấp quốc tế và những cái sân chơi ở những cái công viên khu giải trí mang đẳng cấp quốc tế. Hiểu được những cái vấn đề cấp bách này, hiện tại Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng cũng đang có những cái chú trọng về việc quy hoạch du lịch cũng như thu hút các nhà đầu tư về những cái lĩnh vực này, thì có thể thấy hiện tại con đường Bạch Đằng đã dần trở thành một con đường năng động về đêm dành cho du khách, với những cái quán bar và có những cái khu vui chơi mới được đưa vào sử dụng, ví dụ như là công viên châu Á, những hạng mục mới ở Banana Hills, Vincom hoặc là Passion, và những cái khu giải trí mới như Helio Center thì cũng đã đem một cái thổi một cái luồng gió mới vào những cái sản phẩm du lịch hiện nay. Ngoài ra thì Đà Nẵng cũng đang rất là quan tâm về phát triển du lịch đường sông, và mới đây thì một cái sản phẩm mới cũng rất là đặc biệt, đó là cái du thuyền Harems 2 với tiêu chuẩn của châu Âu, và cũng đây là dự án du thuyền cao cấp đầu tiên Đà Nẵng, hứa hẹn sẽ mang đến những cái trải nghiệm mới dành cho du khách. Thưa ông, tình trạng du khách trung chuyển qua Đà Nẵng để đến với Huế hay là ra Hội An và Nha Trang hiện tại vẫn còn cao. Thành phố cũng như là các công ty du lịch đã và đang có những biện pháp gì để khắc phục cái tình trạng này? Đà Nẵng có thể nói là gặp một cái trở ngại lớn, đó là nằm ở giữa cái trung tâm của các di sản thế giới tại miền Trung. Chính vì vậy gần như nó trở thành một cái điểm trung chuyển để mà du khách đến với Đà Nẵng và chuyển đến các cái di sản thế giới tại khu vực miền Trung này. Đây thì chúng tôi cũng đang cố gắng để làm sao biến cái yếu điểm thành cái điểm mạnh của mình, đó là đến Đà Nẵng để rồi dễ dàng đến với các di sản thế giới trong khu vực mà không phải là một lần trung chuyển, phải đi trung chuyển nhiều nơi. Thì đó là một cái mà hiện nay là các đơn vị lữ hành cũng đang cố gắng làm, và cái điều quan trọng là chúng tôi cũng đang cố gắng ở góc độ là đa dạng được sản phẩm và nâng cái chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ lên để mà có thể là tạo được những cái sản phẩm có tính đặc trưng riêng của Đà Nẵng và khai thác những cái lợi thế khi chúng ta ở trong một cái điều kiện nó có cả đường bay quốc tế, cả đường biển quốc tế và cả cái trục giao thông Bắc Nam cũng như là trục xuyên Á. Linh Ứng Pagoda on Sơn Trà Peninsula is among the must-see destinations for tourists in Da Nang. Unveiled in July 2010, the pagoda features a perfect harmony between modern and traditional Vietnamese religious architecture. This site, like other tourist attractions in Da Nang, seeks to offer tourists a relaxing and peaceful experience. Đến Da Nang rất là nhiều, nhưng mà đi du lịch thì chắc ở đây là cái lần đầu tiên Da Nang muốn xây dựng một cái thành phố thân thiện và du lịch. Chính thế mà tôi sẽ đưa gia đình đến đây. Đến đây thì cũng có nhiều cái cảm nhận, ở đây có cái làm du lịch nó cũng rất là chuyên nghiệp, nhiều cái những cái nét rất là mới và cảnh quan du lịch cũng rất là tốt, làm cho con người nó cũng thân thiện, và đặc biệt những du khách nó thoải mái. Well aware of Da Nang's strengths as a leading vacation spot, tour operators seek to offer packages matching tourist preferences. Chúng tôi đầu tư cho sản phẩm dịch vụ theo số khách hàng hiện nay là người ta chủ yếu là tự đi đến Đà Nẵng rồi mới mua tour. Chính vì vậy là chúng tôi tập trung cho những cái tour khởi hành hàng ngày đến với các điểm du lịch nổi tiếng ở tại khu vực miền Trung. Domestic visitors still account for the majority of Da Nẵng's tourist arrivals. The number of foreign tourists is on the rise. Foreign arrivals last year increased by 28.5% compared to 2013. There are now 18 international airroads into Da Nang. Local travel companies play a role in the opening of new airroads. Thời gian qua thì chúng tôi đã cùng với ngành và thành phố để xúc tiến các đường bay đến những thành phố lục địa Trung Quốc, đến Nhật Bản, đến Hàn Quốc. Sắp đến thì chúng tôi đang có đề án để xúc tiến đường bay trực tiếp đến Ấn Độ, đến Úc và đến mở lại đường bay Đà Nẵng Bangkok. The tourism sector also seeks to diversify the products and services here to keep tourists longer and encourage them to revisit the city. Có chuyên gia cho rằng để Đà Nẵng thu hút khách du lịch một cách hiệu quả hơn thì khu vực bãi biển của thành phố cần phải được chia ra thành các phân khu mang đặc tính riêng, được quy hoạch thành những phân khúc thị trường khác nhau. Ông nhận định như thế nào về ý kiến trên ạ? Phân khu chức năng để mà quy hoạch lại theo từng vùng như vậy
thì nó chỉ ở trên cái việc là quy hoạch mềm, tức là chúng ta chỉ định hình chứ còn không phải là dạng quy hoạch cứng để rồi mà chặt chia nhỏ cái vùng du lịch của thành phố Đà Nẵng. Quan điểm phát triển của Đà Nẵng vẫn là đa thị trường để tránh cái trường hợp là tập trung vào một thị trường khi yếu tố hoạt động du lịch nó có những cái yếu tố rất là nhạy cảm với những cái tác động bên ngoài về khủng hoảng kinh tế, về vấn đề an ninh chính trị, về vấn đề là bệnh tật thì đều có thể tác động đến hoạt động du lịch. Chính vì vậy cái mục tiêu của Đà Nẵng vẫn là mục tiêu đa dạng thị trường. Thì đa dạng thị trường ở đây chúng tôi cũng đa dạng về các cái sản phẩm để đáp ứng phù hợp với từng thị trường. Và bên cạnh đó thì các cái dịch vụ cung ứng cho khách nó cũng được nâng cao hơn và nó đa dạng hơn, thì nó gắn với từng thị trường thì nó vẫn có thể là khai thác để mà tốt, chứ cũng không nên rạch ròi phân ra để rồi có thể là chúng ta cứ phải tập trung cho từng cái và có thể chia nhỏ cái sản phẩm và nó làm tủng muỗng từng cái dịch vụ, những cái sản phẩm của thành phố Đà Nẵng. Và quan điểm của Đà Nẵng thì trong thời gian tới định hướng cũng sẽ phát triển tập trung vào chiều sâu và sâu về cái sản phẩm, sâu về cái chất lượng dịch vụ để mà nâng cao hơn cái chất lượng của một cái điểm đến Đà Nẵng trong thời gian tới. Đà Nẵng hiện nay được coi là một trong những địa phương đi đầu trong việc tổ chức các sự kiện giải trí mang tính quốc tế, ví dụ như các festival, các cuộc thi để thu hút khách du lịch. Ông có thể cho biết là vì sao Đà Nẵng có thể thuyết phục đăng cai tổ chức các sự kiện trên và ông đánh giá ra sao về hiệu quả của các hoạt động này ạ? Cái việc mà phát triển các cái sự kiện của thành phố thì đã được lãnh đạo thành phố là định hướng nó trở thành, để phát triển Đà Nẵng trở thành một cái thành phố môi trường, thành phố du lịch và một cái thành phố sự kiện. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua thì các cấp lãnh đạo thành phố cũng như cộng đồng doanh nghiệp cũng luôn nghiên cứu, tìm suy nghĩ để mà làm sao tổ chức được các cái hoạt động, các cái sự kiện nó mang cái tầm vóc và nó thể hiện được cái, thu hút được cái sự hấp dẫn và cái thể hiện được cái điểm đến Đà Nẵng trong mắt du khách cũng bạn bè gần xa. Chính vì vậy mà thành phố đã mạnh dạn để mà tổ chức trước các cái sự kiện, ví dụ như là cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC hàng năm, và vừa 2013 đến 2015 vừa rồi thì là quyết định là tổ chức hàng năm và tổ chức các cái giải thể thao trong nước cũng như quốc tế. Thì việc tổ chức các cái thành công các cái sự kiện mà do thành phố Đà Nẵng đứng ra tổ chức nó đã khẳng định thêm về cái tính chuyên nghiệp, cái sự tổ chức bài bản cũng như là cái đảm bảo yếu tố an toàn của một điểm đến. Đối với cái việc tổ chức các sự kiện thì qua đó cũng là một cái cách để mà cho các cái tổ chức, các cái đơn vị sự kiện ở trong và ngoài nước nhìn thấy được cái tiềm năng và cái khả năng tổ chức của một điểm đến tại một cái sự kiện tại thành phố Đà Nẵng để họ đến đây tổ chức. Bên cạnh đó thì các lãnh đạo thành phố cũng như là các ngành cũng tạo điều kiện hết sức trong cái việc về cái thủ tục hành chính, về các cái điều kiện hỗ trợ như là vấn đề về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự v.v. để tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái đơn vị, các cái công ty tổ chức sự kiện đến đây tổ chức các hoạt động. Ngoài các sự kiện giải trí mang tính quốc tế, Đà Nẵng còn được coi là một điểm đến lý tưởng dành cho du lịch công vụ hay còn gọi là du lịch MICE. Xin bà cho biết tình hình phát triển của du lịch MICE tại Đà Nẵng. Loại hình du lịch MICE hay còn gọi là du lịch công vụ là một cái loại hình mà đang được các quốc gia rất là quan tâm, vì thực ra cái giá trị mang lại của loại hình này nó cao hơn nhiều so với loại hình du lịch nhóm hoặc là du lịch cá nhân. Hiện nay thì du lịch MICE cũng là một trong ba định hướng mà ngành du lịch Đà Nẵng hướng tới, bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch văn hóa. Và đây cũng là một cái yếu tố quan trọng để góp phần khắc phục cái tính mùa vụ của du lịch Đà Nẵng. Thì trong thời gian vừa qua, các cơ sở khách sạn trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức rất là nhiều những cái cuộc hội nghị hội thảo mang tính trong nước cũng như là quốc tế, và trong đó cũng có rất là nhiều những cái đơn vị lữ hành, ví dụ như Sài Gòn Tourist đón khoảng 30 đoàn, Vitours đón khoảng 15 đoàn, ngoài ra các khách sạn nổi có tên tuổi ví dụ như Novotel, Pullman, Furama, Hyatt hoặc là Eden Plaza v.v. cũng thường xuyên tổ chức những cái hội nghị hội thảo mang tính quốc tế. Trong thời gian vừa qua thì nhiều hội nghị hội thảo quốc tế cũng đã được tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ví dụ như là hội nghị liên nghị viện các quốc gia ASEAN, hội nghị bộ trưởng các quốc gia ASEAN và các hội thảo về tài chính quốc tế do những cái ngân hàng quốc tế rất là nổi tiếng tổ chức tại Đà Nẵng. Và quan trọng là sắp tới đây Đà Nẵng rất là vinh dự khi được chọn là nơi đăng cai của tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thì qua đó có thể thấy rằng du lịch công vụ đang là hướng đi rất là đúng đắn của ngành du lịch Đà Nẵng, khi mà những cái hội nghị hội thảo vừa được tổ chức
có thể nói là rất là thành công tốt đẹp và mang lại những cái ấn tượng tốt đối với những du khách này. This convention center served as the venue for the 2006 APEC Senior Official Meeting held in Da Nang. The event has been the pride of Furama Da Nang, the first five-star beach resort in Vietnam, built in 1997. The resort is now building new facilities to prepare for the APEC summit in 2017. Chúng tôi đang xây một cái cung hội nghị quốc tế, nó có sức chứa khoảng chừng 2.500 chỗ. Và với những cái quy mô lớn cũng như sự những cái dịch vụ hết sức tăng tiến và tiện nghi cho các cái cuộc hội nghị quốc tế. Since its completion in 2013, Novotel has hosted 735 conferences and meetings. My services contributed to 25% of the hotel's revenue last year. This figure has increased to 27% so far this year. Being in the city center, we're open to the corporate traveler that's coming here for business. We also target the leisure traveler. We work with several local, domestic, and international travel agents. Currently, around 480 hotels and resorts of different skills are operating in Da Nang City, providing 8,000 rooms and 166 conference halls with a total capacity of 30,000 people. The city's easy access to world cultural heritage sites in the central region makes it convenient to combine MICE tourism with leisure travel. This is one of the reasons why the city's tour operators are more interested in MICE tourism. Vấn đề an ninh trật tự là có môi trường du lịch cũng hoạt động cũng rất là tốt, không có cái tình hình chặt chém, rồi an ninh an toàn đối với du khách. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề các cái đường bay, càng ngày có nhiều cái đường bay trực tiếp nối từ các cái tỉnh thành phố cũng như các nước đến khu vực Đà Nẵng nhiều hơn, nên tạo điều kiện thuận lợi về mặt tổ chức. As conferences can take place year round, MICE can also help the city overcome the lows of seasonal tourism. Từ tháng 9 đến tháng 12 là gần như là mùa thấp điểm của du lịch Đà Nẵng. Trong khi cái mùa này là mùa cao điểm về khách nước ngoài đến miền Trung nói chung và Việt Nam nói riêng. Để lấp đầy khách trong mùa thấp điểm, thành phố định hướng cho du lịch MICE, bởi vì du lịch MICE thì người ta tổ chức vào những tháng cuối năm. According to domestic tourism experts, revenue from MICE tourism is about 6 times higher than other tourism types. MICE clients tend to travel in big groups and wield a high spending power. On average, an Asian MICE tourist spends over $400 per day, while a European one spends $700 to $1,000 per day. Xin ông cho biết là hiện tại thành phố đã và đang có những chương trình đào tạo nhân lực cho ngành du lịch ra sao ạ? Hiện nay thì cũng trong cái bối cảnh chung của cả nước thì cái nguồn nhân lực của du lịch thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua cũng đã có những cái bước phát triển tốt hơn cả về số lượng và chất lượng. 2011 thì có khoảng 13.900 lao động trong ngành, thì đến giờ là trên gần 22.000 lao động trong ngành. Thì những cái việc mà nâng cao được thêm cả về số lượng và chất lượng như vậy cũng đã có một bước tiến triển. Tuy nhiên thì nó cũng chưa đáp ứng được cái sự phát triển nhanh của cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch trong thời gian vừa qua, với cái tốc độ tăng trưởng hàng năm cũng khoảng từ 2-3.000 phòng đưa vào hoạt động, chưa kể là các dịch vụ hỗ trợ khác. Thì hiện nay cái nguồn lao động của ngành du lịch vẫn đang là một cái thách thức đòi hỏi để mà nâng cao hơn, để mà qua đó thì góp phần nâng cao được cái chất lượng của dịch vụ du lịch và đảm bảo được yếu tố phát triển bền vững của du lịch. Thì bên phía ngành chúng tôi cũng đã tham mưu thành phố và thành phố đã ban hành các cái chương trình, các kế hoạch để mà phát triển cái nguồn nhân lực trong thời gian tới, bên cạnh việc đào tạo và cái trao đổi với các cái trường để mà thay đổi và bổ sung thêm các cái chương trình đào tạo để cho nó phù hợp hơn với thực tế, nó tăng cái thời lượng thực hành, rồi tăng cái việc đào tạo kỹ năng mềm, trình độ ngoại ngữ cho các cái học viên, sinh viên. Thì bên cạnh đó thì cái việc mà đào tạo, mời các chuyên gia để đào tạo lại ở các doanh nghiệp và thông qua các cái tập đoàn nổi tiếng thế giới mà đã thực hiện, đã có mặt và quản lý tại Việt Nam để góp phần trong việc đào tạo cho đội ngũ tại chỗ. Thì cái việc huấn luyện hàng năm, bồi dưỡng đào tạo cũng được thành phố đưa vào và cũng giao cho sở để mà đào tạo, để mà qua đó thì có nhiều cái kênh để mà kết hợp trong cái việc mà phát triển cái và nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới. Đứng từ góc độ của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, xin bà cho biết thêm một số những sáng kiến hay những biện pháp mà thành phố đang hướng đến để quảng bá hình ảnh của thành phố một cách hiệu quả hơn ạ.
Bên cạnh những cái phương pháp truyền thống hiện nay như chúng tôi đã và đang làm, ví dụ như là tham gia những cái hội chợ quốc tế, rồi mời những cái đoàn báo chí quốc tế hoặc là những cái đoàn farm trip từ nước ngoài về Việt Nam trải nghiệm và có thể họ cho biết những cái cảm nhận của họ sau khi trải nghiệm tại Đà Nẵng. Ngoài ra, marketing trực tuyến cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà quảng bá du lịch, vì tôi cho rằng đây là một cái phương pháp mới và cái chi phí đặt ra là không quá cao đối với một hiệu quả lại lớn. Và năm ngoái chúng tôi đã thành công trong việc chọn ra một cái logo du lịch cho thành phố Đà Nẵng. Đây là một cái bước tiến phải nói là rất là quan trọng trong việc có thể định hình cái thương hiệu du lịch Đà Nẵng trong mắt bạn bè khắp nơi. Và hiện tại chúng tôi đang rất là chú trọng trong việc xây dựng những cái trang web mà có thể là đưa đến những cái lợi ích mà người dùng có thể là tương tác ngay, và có thể là đưa đến những cái dịch vụ tìm phòng hoặc là đặt tour, hoặc là có cả những cái không gian để các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm trên trang web chính của ngành du lịch Đà Nẵng. Và chúng tôi cũng đang triển khai những cái biện pháp để có thể thu hút cái sự theo dõi của người dùng trên các mạng xã hội, ví dụ như Facebook hoặc là Instagram, là những cái phương pháp rất là hiện đại, mới mẻ, có thể tiếp cận dễ dàng đến các thế hệ trẻ cũng như là các bạn bè, những cái người du khách du lịch quốc tế mà đôi khi mình phải tốn rất nhiều chi phí mình mới có thể tiếp cận được với họ nếu với phương pháp truyền thống. Xin được cảm ơn hai vị khách đã dành thời gian cho chương trình ạ. And that's my conversation with representatives from the Da Nang Culture, Sports and Tourism Department and the Da Nang Center for Tourism Promotion to gain insights into some of the challenges facing tourism in this coastal central city, as well as the initiatives the local authorities and businesses are taking to tackle them. Many thanks for watching. You can watch our program again online at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. Goodbye for now and see you again next week.